cái đó là thiệt đó, đổi đời mà kiếp sau này cái con chó này nó cũng phải trả nợ hết, nó trả nợ hết trần gian, nó sẽ trở thành là người, mình trở lại là quỷ sứ của hồn các đảng không à, mình trở lại là quỷ sứ của hồn các đảng không à. Nhưng mà nó trở thành người nó cũng khôn được, giống vậy nó ngu như chó rồi. Nó trở thành người nó cũng ngu như chó rồi. Ngu chó gì, nó khôn này, cậu chưa chắc cậu ngồi giữ nhà, nó bị giữ nhà. Cậu khôn cậu đi tối ngày luôn. Chó nó khôn giữ chó. Nhà. Bà nói chuyện bà so sánh tôi gian hàng với tại vì cậu nó ngu, cậu còn ngu hơn con chó nữa. Cậu còn ngu hơn con chó nữa. Đúng không? Ủa mà sao chị biết? Trời ơi, ông bà xưa ta nói mày mà bây giờ ơi, cậu coi con ông chó bà, ông bà già xưa nha. Ông bà già xưa hay quá chết hết rồi đó, ông bà già xưa hay quá chết hết rồi đó. Hai thì còn chào chú chị mình nha. Hello, em chào cả nhà. Chào cả nhà mình. Thì đây là cái hải sản mà ngày hôm qua chị Liên gửi lên cả nhà. Đây, cua với lại nghêu ha. Thì nghêu thì gần có chừa lại để đem về để ăn cùng với cậu Tài. Thì cậu Tài đi làm hồ cả nhà. Thì tối mới về tới nhà. Bữa giờ cô chú chị mình cũng bỏ lửa cá lên mày ăn hết hả? Cá đâu? Vừa nó ăn cá 40 kg. Cá nào? Chặn đầu nữa, chặn đầu nữa. Cá đâu cha? Tao hết hồn tưởng đâu có gỡ cá nữa, ngon luôn. Chặn đầu á. Chặn đầu, chặn đuôi nữa. À, cô Tài cầm con này coi. Không phải như dưới quê bến tre cậu đâu. Dưới quê bến tre cậu Tài đó nhà thì mấy con nhỏ 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 này nè. Con này bự, con này tùm quần luôn. Cấp 3 con này. Nhỏ bằng bằng tay cái thì là bự rồi, bằng út con ơi, con là con hến. Con này là con hến. Chịp mèo thì chịp mèo. Chịp mèo. Có loại con nó lại bự hơn cái này nữa. Con cái này. Bự hơn nữa. Mày nói là tao hiểu à. Thì bữa giờ cả nhà thì cả nhà có hỏi cậu Tài đâu sao thấy vắng lâu quá, thì cậu Tài đi làm hồ cả nhà ha. Thì ban ngày đi làm hồ tại vì vô mùa làm của cậu Tài cả nhà. Thì tối cậu Tài mới về thì tranh thủ rồi. Bữa nào cậu khỏe khỏe thì mình quay clip cả nhà ha. Ngày hôm nay sẽ làm cái món là nghêu hấp xả. Lại hai con cua này, hai con cua cốm để hấp bia lên đãi cả nhà đãi. Con nghêu bự này cái vỏ nó dày ghê ta. Sao? Cái vỏ nó dày ghê. Con nghêu bự vỏ dày hả? Chứ nó chẳng sao vậy, chẳng lẽ vỏ mỏng. Con này quá trời luôn, nó nhọt ghê. So với con chim chép này vỏ dày hơn. Con này thì kiểu nó da đập cỡ nào cũng không bể cái mu này được. Cứng, khó bể. Kiểu giống như già trẻ rồi. Đúng rồi. Cứng hơn. Con này nó bự nè, nó cứng. Thầy bảy. Con này còn lòi ra nữa trời. Con nó bị người ta quá. Điện rốn mày. Thầy nói mẹ đi, con người ta bị. Trời hả kìa. Gỡ ra chi vậy? Quỷ thằng ơi. Con này chắc chết rồi. Ông gỡ cho chảy nước nữa. Ăn được. Chết hả? Ăn được. Cái mùi như hơm à. Thủng thủng. Một lên đi ta ăn cho con. À, con không phải thủng thủng. Thầy bảy nói cái vỏ con này nó dày phải không? Vậy thôi, bồ thật hả? Thấy nó u lên. Thấy nó u nó xinh hơn nữa. Lại cha, từ báo không à. Không, con muốn con Hào á. Con Hào á. Ủa bà không phải, con Hào bảy nữa. Con Hào thằng xùi đồng hình xí măng không à. Con Hào mà mày đừng có ăn, nó xí măng không nặng như quỷ vậy á. Mà chung chút xíu à. Trời ơi, con Hào người ta ăn tái chanh mới ngon. Ôi mà bà vậy, anh hai còn ướt được ăn cái gì nữa không? Không, còn có cá ướt, ướt là cái đấm nè. Hổng anh hai ướt cái con gì có luôn nè. Bữa ướt thì con gì đánh chiếc canh cũng có, mua nhện nhện cũng có rồi. Thôi giờ nghỉ ướt rồi, ướt quá gia đình thì rồi quá tham cả nhà. Thì chửi, bây giờ ướt ăn con đại bàng thôi. Thôi. Không, giờ không mà giờ mình không biết con gì á, chắc ngoài biển nó nhiều con lạ mình chưa biết thôi. Ông Tài, ông Tài cũng kêu là ông ướt lấy bà khác, chứ bà hai này dữ quá. Nhìn cái tướng này sao mà lấy được bà khác. Ồ, nhìn cái tướng người ta mắc ói. Ok cả nhà, bây giờ thì Thuyền Gòn sẽ đem đi chế biến món này để đẩy tất cả mọi người nha. Bây giờ thì thầy Bảy sẽ đạo diễn, nghĩa là thể hiện cái chế biến vô cua cả nhà. Coi thầy Bảy nè, nghề mà. Thường đi, từng đi làm quán người ta mà. Cái này, cái gì luôn. Để lau lục nghề nha. Đâu vậy? Dạ. Ok, được. À, còn cái nghêu này thì Thuyền Gòn có đặt dập xả với lại cắt xả bỏ vô cả nhà. Giờ mình cắt thêm ít ớt bỏ vô nữa. Để cho nó chín ra nó thơm, rồi con vừng cay cả nhà. Mà hái cho nó mắm lên. Cho ớt đỏ đổi vô cho nó đẹp ra. Đó. Đó. Cái
cái này bị húi rồi. Húi. Để ớt mẹ thì gồm trồng tại chỗ luôn cả nhà. Ăn tại chỗ luôn. Ớt thiên nhiên nha. Thiên nhiên thiên long thập bát trưởng. Trời ơi, nó không có chín nó gì là dữ lắm rồi. Cho một xíu bột ngọt vô cho nó có cái vị chứ. Cái này hấp nước hơi căng nha. Hấp nước hơi căng nha. Hồi hổ mày ăn được không? Được. Cắt thêm mày ăn được không? Được. Cắt thêm nữa không? Ta ăn được mày ăn được hổ hổ. Mình cho xíu nước cả nhà. Để xíu nó có nước. Mình hấp cái này nè. Trời ơi, nãy giờ. Quên. Mày ghế rồi tụi nó. Nãy gì? Nãy ra thay cắt cái gì rồi. Đây nè, để nước dừa không? Nước dừa không? Sao nó giống nó đây. Vậy phía sau có nữa mình nướng mỡ hành vào. Mỡ nó chừa vô thấp cái thị á. Ý là cậu Tài nói là phía sau mà lỡ chị Liên mà có gửi lạc á, gửi mà bị lạc mấy con nghêu mà chạy lên tới trên Thanh Sơn quê Trần Gòm á thì cậu Tài sẽ đổ nước dừa vô thấp luộc nó chị Liên ha. Hoặc là nướng à. Nướng mỡ hành á. Ấy cái chỗ chạy nhà cũng cùn chứ sao mới gửi cho mấy cây. Bây giờ Thường Gòm sẽ đi làm những món này đãi cả mọi người nha. Ok bây giờ thì Thường Gòm xin phép mời cả nhà cùng dùng chung với lại gia đình nha. Rồi có vô bắt vô. Hello mọi người. Mời cả nhà mình ăn nghe nha. Cảm ơn chị Liên nha. Tài trợ nghe cho gia đình Thường Gòm nha. Còn cậu thưởng thức trước đi. Nghĩ rằng mày mới giờ cạp được không? Ngọt. Mới hết nước trước. Cái thuốc sao mà sát dụng vậy? Đây, quả đây. Mẹ đẩy cái con gì nó bay vô. Đẩy vô, chúc mừng. Rồi, xin phép này cả nhà uống miếng bia nha mọi người. Và cả nhà mình. Chúc mừng năm mới. Quá trời, cái con bù hóng nó bay cả nhà. Con chụp nó canh bò hồng dĩa luôn. Đã. Làm miếng nghêu đi chú Bình. Thử miếng này. Nghêu bên Campuchia á. Nếu so ốc thì nước này ngon lắm hồi nãy. Lấy cái này múc luôn. Ủa. Coi chừng con bù xích nữa hôi lắm á. Giờ mấy nhà gái tiệc hả? Lấy ra thì uổng quá. Trời ơi, mô vật là cái con quỷ gì nó gớt ra luôn rồi. Tụi bà na chứ gì trời. Đây, gò mà cái nhà mà nha. Trời cái vỏ nó dày cầm mà quấn vô cái tô kia cập luôn á. Cái bò này mình cái mỗi nó ngon lắm. Được rồi, chỉ cho ốc á. Trời ơi. Dài quá. Dạ nha. Em mời cả nhà, em mời chị Liên. Vô. Nước đã rồi. Thì bữa giờ cả nhà mình cũng có hỏi cô Bin không thấy nó đi nghĩa vụ hay gì hay là nó nghỉ làm cả nhà. Không phải, tại vì cô Bin nó chỉ công việc của nó là chỉ ngồi trong phòng máy nó lên máy tính rồi nó chỉnh edit video các kiểu thôi cả nhà nha. Thì nó cũng ít đi ra ngoài nó quay lắm. Tại vì chia việc hết rồi, mỗi người mỗi việc cả nhà. Thì Thường Gòm thì đi quay rồi mang video về rồi đưa lên máy trong Bin nó chỉnh nên là Bin nó ít xuất hiện trên clip cả nhà thông cảm nha. Giống như cô Bin là bảo vệ ở trong phòng. Là bảo vệ hả? Cũng như bảo vệ không được ra khỏi ngoài. Ra khỏi ngoài thì biết là như ở tù. Tới chừng đói là chạy vô bữa cơm ăn. Hút thuốc ra ngoài, xong đi vô phòng tiếp. Ok, vậy đỡ bị chửi. Ok, vậy đỡ bị chửi. Nó ngồi tao như mộng quá, tao ngồi tạc, nó không hay luôn rồi. Như tao còn bảy bị chửi hoài à. Như mày mà quay từ bữa giờ cũng bị thằng Văn Hạnh lên gì nó chửi nè. Nó chửi ghét, sang chấn tâm lý. Mấy mày cũng cua rồi. Quỷ thằng á. Ngày mai làm clip cô Viên, cô Viên tán con ghế đi. Cô Viên cứu cô ghế đi. Cô ghế chơi bà nhỏ quá. Vô được không? Vô à. Ngày nào cũng xuống ăn 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 nằm nằm về nhà bà Tám hết trơn á. Cứ lại khiều môi nghẹo kéo quá. Mày canh ông bà Tám mà với cái dọn cơm nhảy vô quất liền. Mày ăn xong mày đừng có dọn nằm lên nằm dọn liền. Mày kêu con ghế tương lai 4.0 phải như thế. Chuẩn bị tinh thần đi chửi trước. Canh bà Phương ghế vừa lấy đồ tắm là mày chạy vô toilet liền. Không, mình làm clip nằm sát dưới sàn tắm á. Mày ghi cho tàng hình con thấy. Cứ hài cái vui là nằm sát sao nó đái đầu luôn. Mày canh bà Phương ghế vừa tắm á, mày lên cái bình của mày mất á. Rồi chuẩn bị là
Cô Bin sẽ là người đi xuống hỏi cưới Phương Ế, tán Phương Ế nha cả nhà. Biết đâu, cái mày hỏi cưới được sao? Okay. Yên tâm đi, có ngồi là đứng ra làm chủ hôn. Cậu Tài là chuyên về mà đứng ra là làm ông tơ bà mối nào phát biểu rất là chuẩn luôn. Đâu rồi, cậu Tài thử phát biểu cái. Là có nghĩa là mình làm đi. Phát biểu cảm tư mà. Tới bắt cầu, tới dừa, tới món cầu, và tới giúp gì nữa. Cầu dừa đủ xài giúp hả? Cầu dừa đủ xài giúp. Cái dừa giúp. Cái giúp. Cầu vú bơm xài, dừa đủ xài, vú bơm, dừa đủ xài. Trời ơi. Hôm bữa có anh về anh mến hai á. Anh điện cho em. Anh hỏi sao lúc này không thấy anh Tài quay clip. Chị cũng nói là anh Tài đi xây hồ đi mua như chai rồi đó. Hỏi nhìn anh Tài trẻ ghê ha. Hỏi anh Tài nhiêu năm nay nhiêu tuổi rồi. Nó sinh năm 82, nó trời 82 mình già giống ba tao. Đó, ông nói là cậu Tài già hơn ba không hả? Nó nhìn cậu Tài thấy ổng ốm ốm chứ ổng cũng khỏe. Ổng nhìn ổng cũng khỏe, ổng đi làm giỏi ha. Hỏi ổng sinh năm nhiêu. Nói ổng sinh năm 82, trời. Năm 82 già giống ba tao. Vậy cậu biết ai rồi đó? Ba nhỏ. Vậy là cái bữa cái người mình điện cho cậu biết ai rồi đó? Vâng, anh Lê nữa. Thằng đó nó không điện tao, nó chỉ bình luận, nó chửi thôi. Nó người giấu mặt mà. Nó giống người như người khuất mặt. Không ra mặt. Anh mặt. Bữa nào em với anh về quê một chuyến, anh đi thăm mộ mẹ anh á. Cái xong lên xe thế nào bảo đảm. Ông tài xế lơ quá. Thằng lơ thế nào cũng kêu cô ngồi đây cô. Ông ngồi ghế này ông ơi. Bảo đảm luôn. Dạ ông này mới được cái nhà ông vậy. Kêu bằng anh không? Cậu vẫn ảnh hải tuân lời đại môn. Đang thấy hồi lai tuổi quá. Cái con này ăn cua cớm đó nha. Anh hai, hấp nước đi, hấp nhiều thơm á. À, thơm có hấp đâu. Cua cớm. Nó giống như, cái giống như là cua lột vậy á. Phải không anh? Ừ. Hấp phải không anh? Cua cua đồng sản. Đánh chống lãng hả? Anh phải hấp không? Cứ làm miếng đi, cua Tài làm miếng. Mẹ làm miếng đi, thử thử thức mời khán giả đi. Như đợt về Kiên Giang ăn cua đồng không rồi. Biết bẻ này ăn nè. Ăn đi. Cua cớm nó không có. Hồi chiều nhà hết cam cả nhà. Mình gồm lấy chanh phai mật ong cả nhà. Đây, miếng một ca luôn, ca nước chanh phai mật ong cả nhà nha. Cực kỳ ngon luôn. Cả nhà mình ai mà có mua mật ong rừng á, liên hệ thì gồm mua về mình pha nước cam uống cả nhà. Cực kỳ ngon nha. Hết cam chơi nước chanh luôn. Sáng đi pha nước nóng uống được cả nhà. Mỗi sáng là cứ đi nước nóng với mật ong vô là tốt cả nhà. Đây. 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 Đó. Đây. 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 Yên tâm đi, con đang quay phim mà chó mà lỡ cắn là có bằng chứng luôn. Chó là mẹ khỏi cãi luôn. Hiểu không? Mẹ khỏi cãi luôn. Là mẹ chỉ sách tiền đền cái tiền đền tao thôi. Mời ơi, nó tám cái quần bắt không á. Ừ. Có camera quay nãy giờ luôn, lỡ mà con chó này cắn người ta là mẹ ok luôn, tên luôn. Thì mẹ công nhận là con chó này nó cắn, nó thấy người ta vô nhà là tá bà. Chứ mẹ hay cãi lắm cho nên là phải có camera. Mẹ không cãi đâu, có gì là có đó. Hôm qua cái chú kia gửi xe nó tát con quần chú của nó không? Nó tát quần. Bà Sáu qua nó tát con quần bà Sáu á. Vô bên. Vô hả? Không, để có cắn người ta. Cái này mình miếng cua nha. Biển đó cả nhà. Cắn người ta đờ mẹ, mẹ đờ tiền chết hay con, nghe không? Ừ. Cái dữ. Chó người ta cắn mẹ, mẹ không đền chứ. Còn con cắn người ta làm khó mẹ lắm á nha. Nói mày biết á. Vô. Đây. Kiếc rồi con buồn. Nó muốn nói. Sao? Đừng tư sánh. Mẹ kêu con là con. Chỉ kêu con chó là con. Tính là con chó anh em luôn. Nói nữa. Mày có ông áo đen, nó cũng là ông đen. Ông áo đen luôn cả. Đâu, ông đen sao? Thằng Biên cũng áo đen à. Đúng là con với lại gì? Chú Bến. Tính ra tao là hàng xóm nó, tao hơi lọc bạc đi. Nó chưa có đen chứ. Cháo bông. Đấy, vô cái đi rồi mình làm cái cô chú đi rồi mình kết thúc clip ở đây. Để giờ mấy chú nhậu. Trời sinh sao cũng bỏ. Chào cả nhà, mời cả nhà cùng nâng ly. Không biết tại sao trời sinh ra trên đời biết bao nhiêu trăm ngàn tỷ con chó mà.
con nào gặp người đúng chỗ hết ngồi rồi. Không hiểu. Anh nói chuyện từ nãy lóng ra tôi nghe tôi mệt tới quá rồi. Chó đâu sổ vậy chứ nó làm con chó là cái gì? Nhưng mà đâu phải một con nào cũng như nấy gặp người sổ. Ngồi rồi. Đây đây. Á à, căng đà chiếc đò gì đó cả ông già xưa kể á. Là bao nhiêu năm trước á. Là những cái con động vật này nè, nó xuống trầm gian này nè, nó lại làm thú. Nhưng mà vài năm nữa là đổi lại là mình là chó hết á, là con chó thành người nè. Bây giờ cậu thấy con khỉ, con chó rồi biết đi chợ không? Biết nấu cơm được luôn, nó cho mình ăn luôn đó. Mua à. Biết nó nghe luôn á. Nó thiệt. Trời ơi, bà coi TikTok quá, 180 độ gì à. Không phải đâu. Làm người ta cắt ghép vô thôi. Làm gì ghép được, tào lao. Con chó người ta nuôi, người ta cũng thiệt, rất là hay. Được. Mẹ, ngày mai là con sẽ kêu người sẽ cắt wifi. Không phải sao? Cắt wifi cho mẹ khỏi lưới TikTok luôn. Chứ mẹ lưới TikTok nhiều quá, mẹ bị có lần tiền đình. Bởi ta nói trứng đòi hơn vậy. Hơn vịt. Trứng hơn gà. Hơn gặm luôn đây mẹ. Không, cái đó thiệt đó. Đổi đời mà. Kiếp sau này cái con chó này nó cũng phải trả nợ hết. Nó trả nợ hết trầm gian, nó sẽ trở thành là người. Mình trở lại là quỷ sứ của hồn các đảng không à. Mình trở lại là quỷ sứ của hồn các đảng không à. Nhưng mà nó trở thành người nó cũng khôn được. Giống vậy nó ngu như chó rồi. Nó trở thành người nó cũng ngu như chó rồi. Ngu chó gì nó khôn này. Cậu chưa chắc cậu ngồi giữ nhà. Nó bị giữ nhà. Cậu khôn cậu đi tối ngày luôn. Chó nó khôn giữ chó. Nhà. Bà nói chuyện bà so sánh tôi gian hàng như tại vì cậu nó ngu. Cậu còn ngu hơn con chó nữa. Cậu còn ngu hơn con chó nữa. Con chó giữ nhà giữ của cho mày. Đó đó. Đi 10 năm nó về nó cũng mừng. Còn cậu á, người ta đi về cậu con nó ủa ai ta. Không biết ai luôn. Đúng. Bà ngon chửi tôi lần nữa đi. Bà nói hồi cái bà nói tao cũng không con chó nữa. Tại vì cậu bé nó con chó nó nếu sao thành người nó cũng ngu như chó. Tậu giờ ngu ngu nó. Giống vậy tiền kiếp nó đã là cốt chó rồi. Thì sau này đổi đời, vài năm nữa là tận thế. Nó sẽ trở lại thành lại là người, mình là thành là thú. Ủa, đúng không? Ủa mà sao chị biết? Trời ơi, ông bà xưa ta nói. Mày mà bây giờ ơi, cậu coi con ông chó bà, ông bà già xưa nha. Ông bà già xưa hay quá chết hết rồi đó. Ông bà già xưa hay quá chết hết rồi đó. Hay đúng rồi, đúng rồi. Hay quá thôi. Hay quá. Ta nói rằng sanh não bệnh tử phải chết chứ sao. Trời ơi chắc không biết đất đâu mà ở. Hay quá hả? Hay quá chết hay quá trời. Phải có chết đặng mấy chống đất mà có người khác nó xây chuyền. Đẻ quá trời đẻ mà người đẻ tới 12-13 người không. Ngày mai là đề nghị là mày nha. Thấy mẹ tao bà lướt TikTok rồi là mày nói tao liền, tao đập điện thoại luôn. Nhờ người ta kế hoạch đó không hả, đẻ hết trứng luôn không biết đất đâu ở. Ê, chú mình vô cái này để con cái không biết chứ để mẹ con giờ là lên cái tiền sử luôn rồi. Nói không sai đâu. Bây giờ mày cứ quay phim lên đây, mấy cô bình luận có hỏi tao nói đúng 100% không? Nó nói thiệt, sau này đổ đời hết, tạo thiên đập lịa đây là địa lại cái 10, cái 7, còn 3, cái 2, còn 1 mới ra thấy bình. Trời ghê quá. Những con động vật nó sẽ trở thành người, nó trả hết trứng rồi. Đó. Thiệt mà không biết chừng nào mày coi có ông thầy lại rước cái dông này đi nè. Tao thấy ông nhập nặng lắm rồi. Nhập cái gì con này nè. Bây giờ tôi kêu cậu lợi này cậu con đó cậu không cho lợi nè mà con đó nó nghe tôi nó lợi em giao lại nó kéo nó nghe nè. Vậy bây giờ tôi lại mà nói tôi dương chó vậy là cậu mua con chó. Đây đâu? Nằm đây, nằm xuống, thấy chưa? Nằm xuống, thấy chưa? Nằm xuống, có phải làm đó vậy không? Còn kêu em vào là mình nó nghe nè. Bây giờ, đường này cũng chết, lại thì bắt kêu đó, thấy không? Mang như chó hay không? Mang như chó. Mày không lại có kêu là ngu như chó. Được mà không lại cũng kể tao như chó à. Mà nói thiệt nha. Chị tới nhà em á. Chị có hỏi là chị hai mới tới không? Mày đâu mà hỏi đâu. Mày lo mày nhìn điện thoại thôi mà. À còn con chó nó thấy nó về nó nhảy bừng bừng nó nhảy không nè. Có phải không? Con chó nó thấy bà về nó tưởng có đồ ăn nó mới nhảy nó mừng thôi. Còn mày hả là tao lại không có đồ ăn á. Mày không mừng luôn mày không chào luôn. Mày có đồ ăn bị chửi thêm nó có đồ ăn. Tới nhà là coi chừng tới công chuyện kêu ủa quá mày bữa nay mày chôn cái gì nhà thầy tương hả dạ thiệt đường nào cũng chửi mình là con chó hết đường nào con cháu mình cũng làm chó hết. Ê thì gọi phép mời cả nhà mình cái nha để thì gọi kết thúc clip chứ để mẹ thì gọi chuẩn bị lên đồng rồi.
không? Mẹ nói đúng không nói sai? Tôi tắt đèn đi, tôi cắn này là bịt cổ tay, bịt miệng lại, bịt miệng lại. Bịt miệng lại, bịt miệng lại. Tao nói đời không có năm, một năm mười năm hết. Bịt miệng lại.